Hello mọi người, đây là video một ngày cùng La Paz 2. Ok, bắt đầu let's go. Hello, xin chào mọi người, mình là Minh Anh Hoàng đây. Ok, thì đây sẽ là video một ngày cùng La Paz 2. Thì tại vì sao mà hơn một năm chờ rồi mình mới làm phần 2 là bởi vì là mình thích đó. Mình thích đó, chịu thì chịu, không chịu vẫn phải chịu. Thôi đùa tí thôi mà, làm gì mà mày căng. Đánh nhau không? Ok, quay trở lại vấn đề chính nhá. Thì mình muốn là cái video này năm ngoái so với năm nay xem nó có gì khác biệt. Đó, lý do tại sao mà bây giờ mới ra đó. Đừng có ai mà comment hỏi tại sao nha. Đừng có mà lướt cái xuống video để xong mày comment nha. Để mình quạo lên là thì thôi. Ok, có rất nhiều người than phiền bảo là sao giờ này không thấy bà La đâu. Bà La đâu rồi. Bà La đây. Đây, bà La đây. Thôi để cho xem rõ nhá. Rồi xong, đổ bể hết trơn rồi. Đây, bà La đây. Hello mấy cưng. Cái gì? Tại sao mày lại quăng bà La như thế? Tại vì nó vừa tên ăn quần của mình. Mình vừa mới phải thay quần đây. Vừa lòng chưa? Tần nói nó chán hơn cả con tiểu cường. Ok, tình hình là bạn trẻ này vừa mới tè lên quần của mình, sau đó là chui vào đây trốn. Ra ngoài! Thôi, lên visa mình phải mềm mỏng chứ. Thôi nào, bà La đi ra ngoài đi nhá, không sao nhá. Thôi không sao nhá, nhá, tí cho mày vào nồi nhá. Đi ra ngoài rồi, ôi. Ok, mình đùa như vậy thôi, nhưng mà nó tiền ăn quần mình là thật. Thì bây giờ là hành trình một ngày cùng La Paz 2 chính thức được bắt đầu. Hello mọi người, mình vừa ngủ dậy xong. Thực sự là mình muốn rất là dậy sớm hơn một tí để có nhiều cái thời gian để quay ấy, nhưng mà không. Mình đặt báo thức là từ 7 giờ sáng, xong rồi mình dậy, mình tắt báo thức, mình ngủ tiếp, xong bây giờ mới dậy. Ok, bây giờ mình sẽ xuống nhà để bế bà La lên. Đây rồi bà La, đây rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, đi lên nhà không? Hả, đi lên nhà không? Không lên cũng phải lên. Lấp ló đằng xa kia đó chính là thái giám mang tên đại ca mõm dài. Em mõm dài quay đây xem nào. Không có gì đâu. Thôi bế bà La lên đánh răng rửa mặt đây. Bà La vẫn sợ nhà tắm bình thường nha mọi người. Ok, xem này. Đánh răng chứ còn làm gì nữa. Ok, thì bây giờ là rửa mặt đây. Còn bà La đâu rồi? Thì bà La đây à. Ê, xuống nhà không? Cái tội chảnh là mình nhốt trong đấy luôn, không có nhiều. Thôi đùa tí thôi mà, mình cũng không có ý định là làm video một ngày cùng La trong nhà tắm đâu, cho nên là đi ra ngoài. Mình đang cân nhắc là nên đánh răng cho bà La, bởi vì là cái miệng bà La cực kỳ thúi, thúi một cách điên khủng luôn rồi ôi. Mọi người không biết là lúc bà La khè vào mặt mình là như thế nào đâu. Nhưng mà mình vẫn chưa biết đánh răng cho mèo kiểu gì, cho nên là để sau đi nha. Ok, bây giờ mình sẽ để cho bà La ngồi đây, còn mình sẽ ngồi đây để tốt lại cái nhan sắc. Cái việc thứ nhất là chải đầu. Việc thứ hai là dùng cái này nè, đó nhìn gì chưa, lại nè, đó nhìn gì chưa, ok chắc nhìn thấy đó. Cái này chỉ để cạo râu thôi mà. Việc thứ ba là đánh cho cái môi nó hồng hồng lên một tí để cho nó đỡ nhạt nhòa đó mọi người. Ok, ngon dai rồi nè, bây giờ đến công đoạn tiếp theo. Ok, theo đúng cái lịch trình của mình là 8 giờ sáng là dậy tập thể dục. Nhưng mà bây giờ đã là 1:30 rồi, cho nên là vẫn tập tiếp. Mình vừa mới tập xong, giờ đến phiên bà La.
Phải top. Phải top. Phải top. Ui giời ơi, tập mỗi tí đã nằm rồi. Dậy đi. Dậy. Ánh mắt ta chạm nhau. Chi môn ngắm anh lâu dần lâu 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 ạ. Ok, đến giờ ăn trưa rồi. Bình thường là mình toàn xuống kia để nấu rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay mình khá là lười cho nên là mình đặt đồ ăn bên ngoài rồi. Còn bà La thì cho nhịn nha, cho nhịn để giảm cân nha. Đồ ăn cho bà La đã hết rồi, bây giờ mình phải đi mua thêm đây. Còn bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn cho mình. Đây chính là đồ ăn trưa của bà La. Ăn đi. Còn đây là đồ ăn trưa của mình nè, dậy ngon chưa ngon chưa ngon chưa. Ok, mình và bà La ăn trưa đây. Tam lét, bắt đầu. Mình đã ăn hết rồi, còn bà La thì bỏ mứa một đống luôn. Giời ơi, đồ ăn ngon còn chê. Chê cái gì mà chê. Ok, chắc mọi người cũng đã biết mình là một thằng khó giờ buổi trưa. Cho nên là buổi trưa hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ viết kịch bản và quay video mới nha. Ok, tam led x2, bắt đầu. Ui giời ơi, nhìn thấy gì chưa, đánh máy tốc độ bàn thờ luôn. Ok, mình vừa viết xong kịch bản. Bây giờ mình khá là mệt đấy, cho nên là mình sẽ nghỉ ngơi một chút và tiếp tục quay video. Ok, trước khi quay video này, để mình giới thiệu nhân vật cho các bạn xem nha. Ok. Đầu tiên, chắc chắn là mình rồi. Ok, nhân vật thứ hai là chiếc nồi. Và trong chiếc nồi có hai chiếc mèo. Ui dồi ôi, nặng thế. Và nhân vật thứ ba là... Vào đi em ơi. Hello chào mọi... Hello chào mọi người, mình là bạn gái Cống Danh Hoàng đây. Ui dồi ôi. Ok, và đây là hành trình để sản xuất một clip của mình. Đầu tiên chúng ta cần một cái máy quay rồi. Rồi xong tí thì tiếp đất. Mà một người mặt mình lúc này kiểu là mưa mới trải qua một chuyện gì kinh khủng lắm luôn ấy. Sức thật sự. Việc tiếp theo là chúng ta cần có một chiếc nồi bên trong có hai chiếc mèo. Ui dù ui nặng thế. Tiếp theo là phục trang trang phục. Thôi vứt qua một bên đi. Chuẩn bị khởi động quay đã nào. Ok, quay xong 10 phân đoạn rồi. Ok, quay cho đã đi. Bây giờ nhận ra là mình mặc áo bị ngược. Không hiểu sao luôn. Má nó quê cần chết. Ok. Ok, bây giờ quay phân đoạn thứ hai nhá. Ngồi yên là tao gì mày đâu, quay tí nữa mà. Khổ ghê cơ. Quay một tí thôi. Ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên nhá. Cái bạn thái giám này, bạn không chịu hợp tác này. Quấy sự luôn, không ngồi yên. Ngồi yên quay tí rồi. Bất lực thật sự luôn. Ok, cuối cùng xong với đoạn này rồi. Ây da, thực ra không phải là máu đâu, là son đấy, mình bôi vào mà. Nhưng mà cũng hơi khó khăn và tâm lý khi mà diễn cái vai này. Ok, xong rồi, chuyển sang phân đoạn tiếp theo thôi. Ok, cái phân đoạn này là cái phân đoạn khó nhất này. Mình cần sự hợp tác của hai chiếc mèo. Thực sự là hai chiếc mèo này cực kỳ khó để hợp tác. Không biết bao giờ mới xong đây. Khi nào xong mình nói nhé. Ok. Bây giờ mình phải trấn an tinh thần cho hai chiếc mèo chúng ta. Hai bạn này không chịu hợp tác đâu. Cho nên bây giờ mình phải là trấn an tinh thần đây để cho hợp tác đây. Ok, cuối cùng cũng quay xong. Bây giờ đã là 6 giờ 18 phút rồi. Một cái video về chiếc mèo thôi mà mình quay mất 4 tiếng mọi người ạ. Từ 2 giờ chiều đến giờ là 6, hơn 6 giờ tối rồi. Đó, thấy chưa? Quay chiếc mèo đâu có đơn giản đâu. Không phải đơn giản mà quay phát được luôn đâu. Thế nên là lâu lâu mình mới ra clip chiếc mèo là mọi người hiểu thế nào đấy. Bây giờ sẽ là công đoạn lồng tiếng cho hai chiếc mèo. Ok.
khò piu khò piu khò piu. Hey, thật là sung sướng khi làm chiếc mèo không như ai kia. Lêu lêu không được hôn lên cây chứ gì. Rồi tuyệt vời. Lượm cái gì mà lượm? Này, mau trả công cho tôi 10 con cá đi, nhanh lên. Nhanh lên. Hê, đồ lừa dối. Mày nghĩ gì chưa? Ông không trả công cho tao. Thôi, khóc cái gì. Ok, xong rồi. Bước tiếp theo là Edit và Tamlet X3. Bắt đầu. Ok, mình vừa mới tắm xong đây. Mọi người đừng hỏi mình tại sao là không thay cái áo rồi nhá. Bởi vì là nhà mình còn 4-5 cái áo như này cơ, cho nên đừng bảo mình không thay quần áo nhá. Đừng bảo mình không thay áo nha. Còn tại sao mình không tắm cho bà La luôn đi là bởi vì hôm qua mình mới tắm xong cho bà La, hôm nay tắm lại nữa thì chắc trầm cảm. Xuống nhà ăn cơm. Đi không? Ok, xuống nhà ăn tối thôi. Lêu lêu. Ok, đây là phần ăn tối của bà La. Nhìn chả khác gì trưa nay đúng không? Ờ thì lúc mà có khác gì đâu, vẫn là pate với cả hạt khô thôi. Ăn nè. Rồi xong, địch tới ăn trực rồi nè. Thôi mình cứ nhường cho nó ăn trước đi, không thì nó quấn mình chết. Và sau đây là cảnh tượng hiếm gặp nhất trong ngôi nhà của ông già Minh Anh Hoàng, chính là bà La liếm lông cho mõm dài. Ui dồi ôi, cảnh này cực kỳ hiếm luôn nhá. Bình thường là hai đứa toàn cắn nhau thôi, bây giờ lại liếm lông cho nhau. Trời ơi. À không, bà La liếm lông thôi mà. Con mõm dài có bao giờ liếm lông cho bà La đâu. Và đây chính là bữa tối của mình. Úi giời ơi, ngon chưa, ngon chưa, ngon chưa. Ok, mình ăn tối ở đây. Tamlet X4 bắt đầu. Ok, ăn xong rồi thì sao bây giờ nhỉ? Sao bây giờ, sao bây giờ, sao bây giờ, sao bây giờ? Lên gác tiếp thôi chứ sao bây giờ. Ok, mình muốn cho mọi người xem cái này. Hơi kinh khủng tí. Cái phòng của mình quay xong mà chưa dọn nè. Thấy chưa, thấy kinh khủng cỡ nào chưa? Úi giời ơi, úi giời ơi. Giờ thì phải dọn thôi chứ sao bây giờ. Tamlet X5. Ok, bắt đầu. Ok, tình hình là mình vừa mới dọn phòng xong. Nhưng mà cái video chưa edit xong, cho nên là bây giờ mình edit tiếp. Còn mọi người hỏi là mình đang ở đâu thì mình đang ở phòng bố mẹ. Bố mình chưa đi làm chưa về, còn mẹ mình thì lên phòng mình xem phim. Ok, không hiểu sao cái đèn của mình nó lại tắt ngay cái lúc mà mình như này. Thôi không nói nhiều nữa. Ok, edit từ nãy giờ thì cũng gần xong rồi. Giờ chỉ có ngồi lồng tiếng nữa thôi. Ok. Em! Sao mình lại quát em như thế? Mày có biết tao chưa bao giờ được cô ấy hôn không? Ừ, đang cay đấy. Tao cho mày hành lẩu mèo siêu cay luôn. Ok, mình edit xong rồi. Và bây giờ là gần 11 giờ rồi. Thôi nhìn mặt mình đi. Đó, biết làm một cái video mà đăng TikTok hay đăng YouTube thì nó mất thời gian thế nào chưa? Cả ngày luôn ấy. Còn bà La thì ngủ mấy giờ bây giờ mới dậy này. Nào, nhìn đi. Đó, cái mặt mày lúc mới dậy đó. Nhìn đi chưa. Thôi bây giờ edit xong rồi thì mình bế bà La lên phòng của mình đây. Ây. Cho các bạn không biết là ngoài trời đang mưa rất là to. Không hiểu sao luôn. Một đứa nằm đây, còn một đứa thì nằm ở bên kia. Còn một đứa đang ngồi xem phim. Chọn mọi người xem này. Đấy, thế chưa là đánh nhau rồi. Hơi tí là đánh nhau. Hơi tí là đánh nhau. Chả hiểu sao luôn. Ít khi mà liếm lông cho nhau lắm. Nhưng mà đánh nhau thì đa phần là bà La bị dính trưởng hết. Ok, và sau đây là tuyển tập những cái hành động mà khó hiểu nhất của những con mồn lèo vào ban đêm. Đấy, chỉ ban đêm chúng nó mới kiểu như này thôi. Mình không hiểu tại sao luôn ấy. Ok, dù tao biết tao chẳng làm gì mày và mày cũng chẳng làm gì tao, nhưng mà tao thấy ngứa mắt là tao đánh luôn. Ok, bị đánh vô cớ xong bắt đầu quay ra nhìn mình ấy. Xong bắt đầu là quay ra ăn vạ này. Đấy chưa, lại ăn vạ này. Đấy, thấy cái sự khó hiểu của bọn mồn lèo khi vào ban đêm chưa? Chả yêu em, anh chán em rồi. Chả quan tâm đến em, chả yêu em. Ok, thì cái khoảng thời gian ban đêm là cái khoảng thời gian mà cái bọn mồn lèo nó rất là tăng động luôn. Mọi người xem đi thì biết. Quay đều, quay đều, quay đều. Quay hoài những vòng tay. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi.
Ok, và bây giờ là insert quá trình đánh răng vào rửa mặt nha, bởi vì video nào cũng có rồi. Bây giờ mình và bà La chuẩn bị đi ngủ đây. Ok, thì bà La lúc nào cũng ngủ được rồi, bà đâu ngủ đấy thôi. Quậy banh cái nóc nhà cho đã đi, bây giờ mới buồn ngủ. Ok, đi ngủ đây, bây giờ buồn ngủ quá rồi, còn gì nữa, muộn quá rồi. 2 giờ sáng, anh gọi em lúc 2 giờ sáng. Trời má ơi, có cái thể loại nào mà 2 giờ sáng dậy đánh nhau không? Đánh nhau mà long trời lở đất luôn mà không cho ai ngủ luôn đấy. Bây giờ phải làm thế nào bây giờ đây? Rồi ôi, đánh sung quá cơ. Bây giờ phải làm thế nào bây giờ? Thôi bây giờ mình cứ khè chừng nó một cái xem nó có sợ không nhá. Ok, sợ thì có sợ đấy, quay ra nhìn mình này, cả hai đứa luôn này. Xong rồi tưởng kết thúc quá ra quay lại đánh nhau tiếp. Hơi chắc chết quá à. 2 giờ sáng không để cho ai ngủ đúng không? Bà nội cha chúng mày nữa, 2 giờ sáng phải cho ai ngủ đúng không? Ê con này, tao gì mày chưa, sao mày ngã rồi hả? Ai gì mày hả? Cái con này nữa, đi xuống nhà. Khẩn trương, tao bế cho mày xuống này, mở cửa cho mày xuống này. Xuống nhà ngay khẩn trương, 2 giờ sáng phải cho ai ngủ, bực cả mình. Cái con này nữa, mày ra vẻ cái gì đây hả? Cứ đi ngủ không? Đấy thấy chưa, khè nhẹ không nghe cho nên là mình cứ phải dỗ ngọt dỗ ngào như vậy đó. Mày nữa, đi ngủ đi, ba cho rồi, khẩn trương. Thôi bà La đi ngủ đi nhá, không quát nữa đâu, đi ngủ đi nhá. Ngủ đi. Ok, bà La đã chính thức đi ngủ rồi nè, bây giờ mình thể yên tâm ngủ ngon rồi. Bực cả mình. Ok, mình đi ngủ đây nha, hơn 2 giờ đêm rồi, bực cả mình cái bọn này nữa. Mở cửa ra cho nắng son vào phòng. Hello mọi người, hiện tại bây giờ đã là 11 rưỡi hơn rồi. Như vậy mình hoàn thành xong gọi là một ngày cùng La, nhưng mà thực sự cái con này này, cái con này này cả đêm qua không cho mình ngủ, nó cứ quậy hết thôi. Xong rồi sáng ngày tầm 5 giờ sáng mình mới lôi nó lên đây cho mình ôm nó như này. Ôm như này, ôm chặt này, không cho nó cứ quậy nữa. Xong mình mới ngủ được một tí, xong giờ mới dậy. Đó. Ok, nhưng mà chưa hết đâu, còn Q&A nữa, đợi tí nha. Hello mọi người, thì mình đang edit cái video này và đến thời điểm này mình mới phát hiện ra là tóc đẹp không? Tóc mới đẹp không? Úi dồi ôi, đẹp chưa? Ok, đùa chút thôi, đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng nha. Ok, vào vấn đề chính nhá. Thì mình nhận ra là cái video này nó đã rất là dài rồi. Bây giờ mà làm thêm một cái Q&A nữa chắc cái video này dài 30 phút quá. Thế nên là mình sẽ nợ mọi người video Q&A này vào một video khác, cũng dài không kém video này đâu. Ok, mình chân thành mình khoanh tay mình xin lỗi những bạn đã mong chờ cái Q&A trong video này. Mọi người thông cảm cho mình đi, chẳng có ai mà dậy mà ngồi 30 phút để xem cái video này đâu. Cho nên là mình sẽ hứa mình sẽ lên một cái video Q&A sớm nhất có thể. Ok, nói vậy thôi chứ biết như thế nào đâu. Và lời nói cuối cùng, mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này của mình và bye bye. Bye bye mọi người đi, bye bye.